Chào các bạn, đây là đàn chó con của Bruno và Santina. Với ba con chó cái. Quay bây giờ là hơi nhỏ một chút so với lại mấy nhóc này rồi. Đàn chó đến hôm nay là được 2 tháng 10 ngày. Tối quá rồi. Thank you.
Đây là con cái dây xanh. À, lấy cho chú cái vỏ chai. Vậy các góc đây. Limit.
này nè. Quay được ngang người, chuyển thì gây góc ngang người. Xích nó không chịu rít vó. Nào, đứng lên nào. Mình nói này thì nó bé thế, nhưng mà cái đấy mà nó vào trong máy nó bắt đánh tối mất rồi, tối rồi còn đâu. Thôi đi cho về đi. Tối mất rồi.